chào thầy. Thầy chào hai đứa, ngồi đi. Dạ. Dạ. Lâu quá thầy không gặp Trúc đó. Dạ. Dạ. Bữa nay Trúc từ Mỹ về, con dẫn đến thăm thầy. Bây giờ cuộc sống của em bên Mỹ thế nào? Dạ, em cảm ơn thầy còn nhớ tới em. Cuộc sống của em bên đó cũng ổn rồi thầy. Hai đứa uống nước đi. Sức khỏe của thầy và chị Nhàn có tốt không ạ? À, em nghe Lan nói là chị Nhàn chữa được mắt rồi phải không thầy? Đúng rồi em. À, con gái của thầy đã nhìn thấy được rồi. Bây giờ sức khỏe nó rất là tốt. Để thầy vô gọi nó nghe. Dạ, hai đứa dạ. Ngồi chơi nghe. Con ơi. Lan, cái này mày chết với tao. Mày chết với tao rồi. Anh Long. Mày... Anh Long à. Tránh ra. Anh làm cái gì vậy? Mày... Tránh ra. Mày... À, buông nó ra. Long à. Đứng lại. Có chuyện gì? Nè. Trời, buông nó ra. Trời, mày chết. Thầy. 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 Ba ơi. Ba ơi. Ba ơi. Ba sao vậy ba? Thầy ơi. Ba. Thầy ơi. Thầy có sao không? Thầy ơi. 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 Không lẽ, không lẽ ông ta chính là ba của mình sao? Làm sao vậy? Thầy ơi, ba có sao không vậy ba? Mày đưa rồi, kêu cấp cứu đi. Đây. Kêu cấp cứu đi ba. Con đưa thầy đi cấp cứu đi. Tại sao? Tại sao vì anh mẹ của tôi lại ở đây? Ba ơi, ba ơi. Thầy ơi, thầy ơi. Ba ơi. Trời, ba chạy nhiều. Không lẽ sự thật đây là ba ruột của mình? Thầy ơi. Trời ơi. Không thể như vậy. Thầy ơi, đưa thầy vô bệnh viện đi. Ba. Buông ra. Anh định làm gì ba tôi nữa vậy? Anh định hại ba tôi nữa hả? Không có. Anh tránh ra. Tôi không hại ba cô đâu. Tôi. Đưa thầy đi cấp cứu nhanh lên đi. Tôi đưa thầy đi cấp cứu mà. Cô giúp tôi nha. Làm ơn đi. Đưa thầy đi cấp cứu đi mà. Làm ơn đi. Đưa thầy đi liền nhanh lên đi. Ba ơi. Ba ơi ba. Ba ơi thầy. Và chính lòng con trai của bà phụ bạc tôi, lừa dối tôi, nên tôi mới nghĩ ra cách trả thù. Tôi không ngờ cuối cùng lại nhận kết quả như vậy. Tôi đã gián tiếp hại chết bà. Tôi có lỗi với bà. Tôi xin bà hãy tha lỗi cho tôi. Thì ra đây là nhà của thầy giáo Nhân. Mày không ngờ tao tìm đến đây để hỏi tội mày đúng không? Đúng là trái đất tròn. Ông tìm tôi để làm gì? Tìm mày để làm gì hả? Mày báo công an bắt tao. Tài sản của tao bị niêm phong. Rồi mày chiếm đoạt tài sản của tao. Mà mày đứng tên. Mày giỏi lắm. Tao không ngờ sau tiếng này có ngày bị con ranh ma như mày sổ mũi. Ông muốn gì? Muốn gì hả? Mau trả hết tài sản lại cho tao. Những tài sản của ông là những tài sản phi pháp. Tôi không cần những thứ đó nữa. Vậy thì tốt lắm. Mau đi theo tao tới ngân hàng, rút hết cái số tiền mày đã đứng tên, kể cả căn nhà mày đang ở, mang đi. Mày chuyển gấp tiền cho tao, mày hiểu chưa? Nếu mày không làm, mày đừng có trách tao. Đứng dậy. Tôi không đi đâu hết. Tất cả những tài sản của ông tôi sẽ giao nộp cho công an.
Ông buông tôi ra. Mày có làm không? Buông tôi ra. Thầy ơi, thầy. Thầy ơi, thầy có trong nhà không? Nhận ơi nhận. Nè, cô có sao không? Cô có sao không? Để tôi đưa cô vô bệnh viện nghe. Đi. Chị yên tâm đi, thầy không sao đâu. Bác sao rồi em? Bà đã cấp cứu ở trong đó đó, em cũng không biết nữa. Không sao đâu. Bác sĩ. Ai là người nhà của ông Nhân? Tôi. Dạ, thưa bác sĩ, là tôi nè. Ông Nhân đã qua cơn nguy kịch, chúng tôi sẽ chuyển ông đến phòng chăm sóc đặc biệt. Dạ. Anh chị hãy đến đó để thăm ông. Dạ. Đây, đi hướng này quẹo trái. Cảm ơn bác sĩ. Không có gì. Đi em. Mình đi thôi.